Chào anh em nha, chào anh em. Hôm nay có anh khách đặt mình ráp bộ đi xe nha anh em. Bộ đầu ok nó mùng 1 nha. Đầu này còn rinh luôn nha anh em. Rồi anh kêu còn rinh nhánh nữa. Đồng hồ rinh của nó. Rồi ok nó mùng 1. Rồi đầu chế chảnh đường dây lên cốc lọc. Cốc lọc Arimitsu nha, để bảo vệ tia xứ nè, bảo vệ gen đầu đầu này. Rồi xài có cốt lọc cho nên xài cho nhanh bền nha em. Rồi motor của anh là supply nha, 3.7 nha, 3 pha nha anh, 3 pha 38. Lắp cho anh lên bộ xe đẩy nữa, xe đẩy đẩy đi qua lại nha anh em. Đó rồi với cho anh cái vững luôn. Xài này xài có bấm, bấm xài cũng mạnh, cho mạnh ơi. 2 mét dây, dây này nha, dây bố thép nè. Dây này lỗ 13 ly nha, có cái súng Arimitsu cho anh ấy nha, súng Arimitsu. Súng này quá đẹp luôn, thằng Thiển chọn nhánh mà. Rồi có bộ dây hút hồi nữa, dây hút hồi lượt bằng đồng luôn nha anh em. Nó dây hút hồi dài tầm 2 mét mấy nha. Có súng không? Cầm vừa tay luôn. Rồi lắp cho anh lên bộ, dọn sạch sẽ. Đầu thì để riêng chảnh, nếu anh em nào muốn đẹp thì mình dọn lên nha. Đầu này riêng dọn lên cũng đẹp nha anh em, rất đẹp. Rồi mô ta. Rồi cả bộ dây súng luôn nha, hết đầy đủ dây súng. Có video test, thiếu mình test máy báo cho anh em. Rồi con này áp tầm này xài bét 2 ly nha, 2 ly áp nó tầm 60 đến 80. Nếu xài bét ly rưỡi lên được 100, ly 8 lên được 100 nha, còn ly rưỡi thì lên được 120. Anh em xài cỡ nào xài, nhu cầu của anh em. Chế chảnh cái cướp nấu nhanh luôn, gắn ống nấu nhanh, nấu nhanh đầu dây nữa, quá đẹp. Rồi quay tổng thể cho anh em thấy nha, ráp lên bộ như vậy. Anh em nào đặt thì mình ráp nha, anh này đặt trước thì mình ráp trước, còn mấy anh em đặt bộ 2 bộ nữa mình chưa ráp được. Rồi mà sắp xếp ráp cho mấy anh em, quá đẹp luôn nha anh em. Rồi chào anh em nha, anh em nào cần thì liên hệ mình nha.